Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 5 năm 2021. Em chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Thiển Kim Trang bên em. Hôm nay em có một đơn hàng 10 cây bông trang Thái đủ màu để giao cho chú khách đến từ thành phố Cần Thơ. Chú chọn là màu tím sen 2 cây, màu vàng 2 cây, màu cam 2 cây, màu đỏ 2 cây, màu trắng 2 cây. Đủ màu luôn cả nhà ơi, 5 màu. Mà nhiều loại lắm nhưng mà chú chọn cơ bản 5 màu hả? Anh này là trang lá hẹ nè. Tất cả đều là một cốt nha cả nhà. Bên đây là trang màu cà rốt, màu cam nè cả nhà. Có màu rất là đẹp. Đủ nắng, đủ nước, cái ảnh chuyển màu nè. Màu cam nhạt nhạt, ảnh chuyển qua màu cam đậm. Còn cái chậu này nhỏ nhỏ mà dễ thương quá. Bông rổ hết trơn. Anh này là chậu vàng trắng. Đây là trang Thái không nha cả nhà. Trang lá nhỏ. Này màu vàng. Màu vàng Thái truyền thống á cả nhà. Ảnh một cốt. Một cốt rất là đẹp. Tuy là trang lá nhỏ bây giờ ảnh cái giá ảnh, giá thành ảnh là rẻ hơn Mỹ vàng, rẻ hơn tím sen Vĩnh Châu, rẻ hơn vàng son, phụng hoàng cam. Nhưng mà ảnh rất là dễ chơi, ảnh chơi miết luôn ạ. Đây, bên đây là mấy cái vàng còn nhỏ. Cái anh này thì ảnh lên cốt còn thấp. Bên đây là lá sắn nè cả nhà. Sắn vàng nè. Dễ thương ghê không? Sắn vàng. Wow. Cả nhà nhìn thấy ảnh lùng lùng như vậy nhưng mà cái cốt ảnh bự rồi. Tại là lý do là mình tỉa cho ảnh lùng xuống, cho cái tán cho ảnh rọn. Nhưng mà cái cốt thì chập bá luôn. Cái cốt là bằng ngón tay giữa của em nha cả nhà. Đó. Nhìn như vậy cho cái dáng ảnh rất là ok luôn. Lá sắn à. Cốt ảnh rất là ok. Ồ, cả nhà nhìn là cái bông này 6 cánh luôn. 2, 4, 6 cánh luôn. Cái cây này rất là ok nè. Cây này 5 cánh, 6 cánh không à. 5 cánh. Cái này 4 cánh. Anh này 5 cánh, anh này 6 cánh. Cây này im nè cả nhà. Chưa có khách chốt. Cả nhà lấy cái cây 6 cánh này em chốt cho cả nhà nha. Khách hàng nào à? Hàng đặt hàng thì inbox em nè cả nhà. Xem như cái cây này nè, ảnh 4 cánh nè. Cây hồng phấn mini đây, em qua phía bên này em quay nè cả nhà. Cái cây 6 cánh lúc nãy nè. Ồ, phía bên đây anh cũng 5 cánh. Wow, 5 cánh, 6 cánh không mà cả nhà ơi. Cái này là cam, cam lá xoắn nè cả nhà. Một cam. Trang Thái. Quá chừng bông luôn. Bông thấy thương vậy đó. Cam lá xoắn. Cam lá xoắn rất là đẹp. Cam lá xoắn lá nhỏ đó. Đẹp. Cam lá xoắn. Rồi trang màu cà rốt là ghiêng nữa nha.
cái loại ảnh khác á. Và những cái anh nè, anh chàng thái đỏ này, cái dáng của ảnh nè, wow, rất là ok luôn. Bây giờ xem cái dáng của ảnh nè, dáng quá ok. Good, good. Wow, cưng quá. Cái này mà cam cà rốt nha cả nhà. Xíu mà ảnh bông thấy thương á. Anh này là màu vàng nghệ. Vàng nghệ cái dáng này chưa có chuẩn. Anh bị xéo à. Wow, cái anh này anh bị đột biến. Đột biến anh cam.